Ok, và hãy chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chào mừng mình là Lander. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, đó là giới thiệu cho các bạn một cái nhân vật. Nhưng mà cái nhân vật này nó lại không nằm ở trong cái thế giới Minecraft của chúng ta, mà thay vào đấy nó nằm ở trong một cái thế giới khác. Thì đây chính là cái thế giới của Undertale. Và chắc các bạn đã biết Undertale đấy. Thì đây là một game có cốt truyện nói chung là khá là hay, với những cái nhân vật như kiểu Freeze, vị vua rồi thực ra mình đéo nhớ tên nhân vật đâu, nhưng mà nói chung là cái cốt truyện của Undertale rất là hay. Tuy nhiên thì ở trong những cái hay đấy lại tồn tại những cái bí ẩn mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể giải thích được nó là cái gì. Và một trong những cái bí ẩn đấy thì chính là một cái sinh vật mang tên đấy là Gaster. Và Gaster thì theo như mình biết, có một cái giả thiết về cái ông này, thì Gaster trước đây là một nhà khoa học, và ông đấy đã chế tạo ra một cái cỗ máy gì gì đấy mà mình không nhớ tên. Và sau đấy ông đấy đã bị rơi vào chính cái cỗ máy đấy, và cỗ máy đấy đã giết ông. Nhưng mà cái thân xác của ông đấy không biến mất, mà thay vào đấy ông đấy đã bị rơi đến vùng sâu thẳm nhất của thế giới này, và bị lạc lõng đến những cái chiều không gian và thời gian khác nhau. Và cũng từ đấy một cái bí ẩn mang tên Gaster bắt đầu xuất hiện. Thì đấy chính là cái giả thiết về cái thanh niên mang tên là Gaster của trò chơi Undertale. Và trước hết thì thực thể mang tên Gaster vốn là một thực thể không tồn tại ở trong trò chơi, nên nó chỉ xuất hiện khi mà trò chơi bị lỗi ở trong một cái tỷ lệ rất là thấp rồi nha. Và nó cũng không thể spawn được ở ngoài tự nhiên. Đấy, nên là các bạn chỉ có thể tìm thấy nó ở trong khung đồ sáng tạo. Đây, thì đây chính là sinh vật Gaster. Và voila. Và như các bạn thấy, đây chính là Gaster. Nó giống như một sinh vật bị lỗi vậy. Đi theo bất cứ ở đâu xung quanh nó đều có những cái vết màu trắng. Đấy, chính là lỗi đấy. Các bạn thấy không? Vẫn chưa kinh bằng con cartoon cat nhỉ, cái con mèo hoạt hình đấy. Hello, ây đừng nhìn tao như mày. Có vẻ như cái sinh vật này không có khả năng kiểu như là giết cả người chơi ở trong chế độ sáng tạo như con cartoon cat. Và cái sinh vật mang tên Gaster này nhá, thì nó sẽ có đến hai chế độ. Thì chế độ đầu tiên đấy là chế độ bình thường. Ở chế độ này nó sẽ không giết hại những sinh vật bình thường, mà thay vào đấy nó sẽ chỉ giết hại người chơi và các sinh vật có hại, ví dụ như là zombie chẳng hạn. Nào, thực sự cái nhạc của con này rất là ồn các bạn ạ. Nào, zombie này. Đó, các bạn thấy không? Đó, đấy là chứng một trong những cái khả năng sức mạnh của nó. Nhưng mà tay nó phóng ra tia laser các bạn ạ, phóng cháy cây này. Oh my god. Wow. Đấy, thì đấy chung là trong những cái sức mạnh của cái sinh vật mang tên Gaster. Thì đây, mình sẽ thử cho một con nữa nhá. Và lần này thì đéo thường dùng chiêu lại gần vã một phát luôn. Vãi thật. Và cũng bởi vì cái sinh vật này quá là mạnh, nên rất là ít các sinh vật cũng như là con vật ở trong Minecraft có khả năng khiến cho nó phải thức tỉnh đến cái chế độ thứ hai, cũng là cái chế độ mạnh nhất của nó nhá. Thì nếu một sinh vật nào đấy có khả năng tồn tại trước nó, trước mặt cái con này này trong vòng 12 giây, thì cái chế độ thứ hai của nó sẽ được kích hoạt. Đây, ví dụ như con zombie thì nó quá là yếu rồi, không đủ khả năng để cho nó kích hoạt được cái chế độ thứ hai. Tuy nhiên thì đây nhá, bây giờ mình sẽ thử triệu hồi sinh vật châu chó nhất trong Minecraft, đấy chính là con Wither. Nào, trước hết thì triệu hồi Wither chúng ta sẽ phải có các linh hồn này và cái Wither Skull. Nào, ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu triệu hồi nhá, để xem cái sinh vật này nó sẽ xử lý như thế nào đối với lại con Wither Boss ở trong Minecraft. Đấy nhá, xem Undertale với Minecraft sẽ như thế nào nào. Đó, và như các bạn thấy, con này bắt đầu ra chiêu rồi.
Và nếu con Wither sống sót được trong vòng 12 giây trước mặt của cái con này nhá, thì sẽ có khả năng khiến cho sinh vật này và có vẻ như nó phát điên rồi các bạn ạ. Có vẻ như là điều kiện thứ hai đã được kích hoạt. Đây chính là cái sức mạnh thứ hai của nó. Nhưng thực sự mình không thích bài hát này lắm. Đó, và như bạn thấy, Oh my god. Các bạn biết không, Wither sống sót chưa trong vòng chưa đến 2 giây trước mặt nó. Từ cái lúc mà con Wither nó thoát khỏi cái chế độ bất tử cho đến lúc mà nó bắt đầu cái con Wither đến khả năng di chuyển đấy, thì Wither sống chưa được 2 giây luôn nhá. Oh my god. Đấy các bạn thấy. Oh yeah. Và ở trong chế độ thứ hai này, nó sẽ tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi không còn một thứ gì cả. Đấy. Tất cả những sinh vật đều bị tiêu hủy trước mặt sinh vật này. Nào. Và con này cũng thực ra nó cũng quá trâu đi rồi, không cách nào giết được nó cả. Nào. Và các bạn thấy, thì cái sinh vật này các bạn thấy là một bên mắt của nó phát sáng giống như con San vậy. Đó. Và thôi mà, chết đi mày. 2000 years later. Ok, và chắc là cả thế giới Minecraft này chẳng có một sinh vật nào có đủ khả năng để đối mặt với thực thể Gaster này rồi. Nên là chắc chúng ta sẽ phải dựa vào một cái sinh vật cũng đến từ một thế giới khác. Thì đây nha, ok, mình sẽ sử dụng sinh vật Siren Head. Nào, Siren Head. Đây, nếu Siren Head bình thường thì ở đây, còn đây là Siren Head Bot. Chắc là mình sẽ thử trước với lại con Siren Head Bot trước nhá. Cái sinh vật này vẫn kinh khủng như khi nào các bạn ạ. Nó bắt con dân làng từ trong ngôi nhà ra. What the heck? Thật sự mình chẳng bao giờ mình hết sợ được cái con Siren Head này. Còn thôi mà. Đúng rồi. Giờ chết đi đĩ chó. Oh my god. Anh bạn bị xử lý trong vòng 0,5 giây. Nice. Các bạn thấy không? Một con Siren Head Bot chưa trụ nổi nửa giây trước mặt cái con này. Oh my god. Khỏe lắm anh bạn. Nice. Cuối cùng nỗi sợ của mình đã được đập tan các bạn ạ. Mình không còn sợ cái con Siren Head nữa. Nhưng mà giờ mình sợ cái con này. Damn. Kinh vãi thật các bạn ạ. Nào, đã thế giờ khi mà mình tạo ra cái con Siren Head ấy, bây giờ nó lại bắt đầu xuất hiện ra những cái đám sương mù này. Ok, và chắc video ngày hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. Và nếu như các bạn thấy thích video này của mình thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh để mình có thể sớm cập nhật video nhất. Và những lần mình ok, bye bye. Các bạn có thấy cái con này nó hơi ổn không? Chết mẹ mày đi. What? Oh my god. Và có vẻ như đây cũng là một sinh vật bị lỗi vậy. Nó đúng là một sinh vật bị lỗi luôn. Chúng ta không thể xóa được cái con này. Các bạn không thể giết chết được nó ở trong Minecraft.